Thưa quý vị, thưa các bạn, theo nhận định của Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương, tùy từng thời điểm, từng khu vực, có lúc có nơi hoạt động vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu diễn ra khá phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Hoạt động này chủ yếu diễn ra tại các địa bàn tỉnh, thành phố như Long An, An Giang, Kiên Giang, Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng. Nhiều năm qua, An Giang được xem là một trong những điểm nóng của buôn lậu thuốc lá lớn nhất cả nước. Hoạt động buôn lậu thuốc lá diễn biến ngày càng phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, không khó để bắt gặp các hành vi vận chuyển, buôn bán thuốc lá lậu công khai, ngang nhiên trên thị trường, khiến cho mục tiêu chống buôn lậu luôn là vấn đề nan giải. Chỉ trong 9 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng An Giang đã kiểm tra, phát hiện vi phạm 1.035 vụ mua bán vận chuyển tàng trữ thuốc lá lậu với số lượng thu giữ hơn 820.000 gói, xử lý hành chính 217 vụ với số tiền 8,9 tỷ đồng, khởi tố hình sự 22 vụ. Thì trong thời gian qua thì đội quản lý thị trường số 1 được sự quan tâm và chỉ đạo là của ban chỉ đạo 389, cục quản lý thị trường và công an tỉnh An Giang, thì được sự phối hợp và hỗ trợ rất là tốt trong vấn đề về để là dừng phương tiện và kiểm tra đối với các cái đối tượng buôn lậu qua cái hàng cấm như là thuốc lá điếu nhập lậu. Từ đó thì là có nhiều cái hành vi là cất giấu, rồi là dùng nhiều cái thủ đoạn tinh vi để nhằm qua mắt cái lực lượng kiểm tra kiểm soát. Tuy nhiên thì là với sự là có cái nguồn tin cơ sở cung cấp, nên từ ở chỗ đó lực lượng quản lý thị trường đã phối hợp với cảnh sát giao thông tỉnh An Giang đã mở ra nhiều đợt tấn công các cái đối tượng và dừng nhiều cái phương tiện với là để có nhằm hành vi là ngăn chặn cái việc mà đưa ba cái thuốc cấm vào trong nội địa. Việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu vẫn còn diễn biến phức tạp, không chỉ bởi thủ đoạn buôn lậu ngày càng tinh vi, manh động, mà còn bởi nhu cầu sử dụng thuốc lá nhập lậu trên thị trường vẫn còn. Để công cuộc đấu tranh chống thuốc lá nhập lậu, Ban chỉ đạo 389 tỉnh An Giang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng trong tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu, phối hợp với các cơ quan liên quan, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho người dân, hiểu về trách nhiệm của công dân trong đấu tranh chống buôn lậu, vận động quần chúng nhân dân không bao che, không tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu. Vừa qua trong cái tháng 10, thì 389 của tỉnh cũng có tổ chức là mời tất cả các cơ sở kinh doanh có thuốc lá là tổ chức ở trên địa bàn Châu Đốc, thì hầu hết là người dân có nắm. Đồng thời cũng có lấy phỏng vấn thì người dân đấy là khi mà thuốc lá theo nghị định 98 quy định rằng nó chặt chẽ gì đó thì người dân sẽ về tự động tuyên truyền với gia đình là không có kinh doanh thuốc lá nhập lậu nữa. Còn có một số cái cơ sở cá nhân mà kinh doanh vận chuyển thuốc lá trước đây thì bên công an á, là chuyên ngành á, là cũng có vận động thì người ta chuyển ngành nghề. Những vấn đề này thì cũng có thực tế, bên ngành công an thì nó cũng có thực hiện thực tế. Hàng năm, cái Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đó là đều có, ban 89 cũng có cấp kinh phí để cái vận động tuyên truyền này cũng tạo cái công an việc làm cho những người mà chuyển đổi ngành nghề là có. Mà cái này là 389 giao cho Ủy ban Mặt trận. Quảng Ninh là địa bàn có cả tuyến biên giới trên bộ và trên biển kéo dài, địa hình phức tạp, nhiều khu vực không có rào chắn, trên sông có nhiều phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, nên các đối tượng buôn lậu thường tập kết hàng ở khu vực giáp ranh biên giới, khi có điều kiện thuận lợi thì đưa qua các đường mòn vào các khu vực chợ, cư dân sát biên giới. Đã xuất hiện tình trạng các đầu nậu bỏ tiền thuê thương binh, áp tải hàng nhằm gây sức ép khi bị lực lượng chức năng bắt giữ. Từ đầu năm đến nay, chỉ tính riêng đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả đã phát hiện và bắt giữ 23 vụ, 52 đối tượng, thu giữ 23 phương tiện vận chuyển. Từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị phát hiện bắt giữ nhiều vụ việc liên quan đến buôn lậu và gian lận thương mại và nộp ngân sách nhà nước khoảng 400 triệu đồng. Thì đối với cái ngoài ra còn đơn vị cũng đã tích cực triển khai thực hiện cái chỉ thị 18 của tỉnh ủy về cái chống vi phạm khai thác trong cái hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển địa bàn đơn vị quản lý. Thì năm 2020 thì đơn vị cũng đã bắt giữ và xử phạt vi phạm chính khoảng 400 triệu đồng đối với hành vi khai thác thủy sản trái quy định của nhà nước. Vào thời điểm cuối năm, trước diễn biến phức tạp của tình hình buôn lậu và vận chuyển thuốc lá lậu, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã tăng cường phối hợp quyết liệt kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu. Theo đó, lực lượng hải quan và bộ đội biên phòng chịu trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới, tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây ổ nhóm, bắt giữ các trường hợp vận chuyển thuốc lá nhập lậu vào nội địa tiêu thụ. Lực lượng quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý thị trường nội địa, tập trung kiểm tra các điểm tập kết, tàng trữ hàng lậu để kịp thời phát hiện xử lý.
Chúng tôi đã xác định cái quyết tâm xây dựng nghị quyết, kế hoạch để triển khai đến các cái đơn vị cơ sở để xây dựng kế hoạch để đấu tranh, sử dụng đồng bộ các cái biện pháp công tác biên phòng, đặc biệt là cái biện pháp nắm tình hình địa bàn, nắm đối tượng, nắm các cái đường dây buôn bán, vận chuyển, các cái tổ chức buôn bán, vận chuyển liên quan đến thuốc lá và liên quan đến buôn lậu nói chung. Bên cạnh đó, chúng tôi đã phối hợp tốt với chính quyền địa phương, các lực lượng làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân, đồng bào biên giới thì tự giác không tiếp tay cho các cái hoạt động buôn lậu và buôn bán thuốc lá. Chúng tôi đã làm tốt công tác triển khai tốt các cái hoạt động tuần tra kiểm soát trên biên giới, trên đất liền, tăng cường cái lực lượng ở phía sau lên trên các đồn trọng điểm ở phía trước trong các cái thời gian trọng điểm, địa bàn trọng điểm, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán sắp tới để ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả các hoạt động buôn lậu, đặc biệt là buôn lậu thuốc lá qua biên giới trong dịp Tết sắp tới. Trước đòi hỏi của tình hình mới, để nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu và buôn lậu thuốc lá, các lực lượng chức năng cần nâng cao trình độ nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức để đấu tranh có hiệu quả với các thủ đoạn buôn lậu ngày càng tinh vi, huy động sức mạnh tổng hợp, tăng cường công tác quản lý cán bộ thực thi nhiệm vụ, siết chặt kỷ luật, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, xác định rõ nhiệm vụ người đứng đầu theo từng địa bàn, lĩnh vực phụ trách, xử lý nghiêm các hành vi bao che, dung túng trong buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.